đã có thêm Nam Ngư Ớt Gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư Me Tươi Nam Bộ mới. Làm gì thì làm, trừ cái mặt em ra. Tại sao có ăn hiếp em hoài vậy hả Luận? Có giờ gì chăn chối không? Một, hai. Khác như mọi năm trước thì ngay cả khác như mọi lần sau nữa. Khác như mọi năm trước. Khác như mọi năm trước. Đứa nào hồi sáng thức giàu cho anh Giang. Đổ mồ hôi luôn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bị lẻ ha. 1, 2, 3, 4. Gì vậy? Thấy MC chơi chung sao? Hơi xù, hơi xù. Chúng tôi rất tự hào. Anh em tôi kết hợp tới đâu là tan nát tới đó. Yeah. Trải nghiệm quá mới lạ. Tuyệt vời. Cảm ơn anh. Cảm ơn Giang đã qua đội bên kia. Vậy thôi là bên 3, bên 4 nha. Chơi chia luôn rồi đó. Yeah. Bên 3, bên 4. Trò chơi sau đây những người thua về một đội và đội đó bị phạt. Bây giờ mời tất cả đứng sau cái line vàng đen, đứng cách nhau một sải tay. Trò chơi vô cùng đơn giản. Người được gọi tên tiếp theo sẽ lên chụp quả bóng này không để rớt xuống đất. Đó chính là Nguyễn Văn A. Là Nguyễn Văn A chạy lên chụp liền nha. Hiểu. Hiểu chưa? Vui á, vui á. Trời ơi, ai mà liệu là thấy mồ. Ê, ê, tiến luật, có chạy đá banh không? Có chạy đá banh không? Có. Hả? Có. Đã từng chụp bán bóng dày dễ không? Có bạn ơi. Dễ là khi mình quăng dày nè. Đó, đúng rồi. Chưa? Nhưng nó khó là khi Trường Giang test không? Test thử rồi. Tiến luật. Rồi, sao kịp? Rồi. Trời ơi, sao kịp anh? Anh phải cao lên. Ninh Dương Lan Ngọc. Đó. Ví dụ vậy. Kịp. Hiểu chưa? Không có kịp. Con bé đó đang ngồi. Ninh Dương Lan Ngọc. Kịp không? Kịp mà. Cái đó mà. Anh ơi, là cho nó vọng xuống một cái mình chụp đúng không? Được. Không cho nó vọng xuống dưới đất. Tỉnh táo lên. Không được rơi xuống đất ha. Té đâu? Để té. Lê Huỳnh Thúy Ngân. Đó. Đó. Rồi kêu tiếp tên. Là em sẽ ở lại và em kêu tiếp tên người okay, sau. Ok ok. Rồi sẵn sàng. Tiến luật. Lại các bạn, tôi sợ té. Thôi anh té rồi, anh sợ gì nữa. Thôi tiến lực đồng, tiến lực một đội đó. Này, tiếp tục đi. Trời ơi. Trương Thế Vinh. Nếu vậy thì làm sao mà tôi xa liền con em tôi được. Tôi kêu tên em chuẩn bị chạy nha. Lâm Vĩ Dạ. Á ghê á. Á ghê rồi ơi á. Chú Thái Vinh. Ủa vậy là về đây là chứ là gì? Bốn đứa mình một đội. Đúng rồi. Mình sẽ không bị thua. Hết rồi, chơi cái không, gì nữa. Không, bốn người một đội. Không, phải chơi chứ, tại vì tất cả lỡ thì thua hết thì sao? Đúng rồi, chắc gì thắng. Chơi đi, ta tính sau. Lan Ngọc. Ngọc. Lo cười. Trời ơi, dễ rồi. Vậy. Ê, nói chung là 6 đứa thua rồi đó. Chụp xong cái làm dữ luôn á. Chứ chụp xong mà mình đi là nó ấy đó. Mấy anh chị không ai chơi với chị. Trần Ngọc Giang. Ôi, chị nhanh dữ. Trời ơi. Chị tôi để em đây. Để em kêu chị nha. Chị Thúy Ngân. Hay. Rồi, hai bạn về một đội. Tụi tôi 5 người. Bật Vion, Gamemon đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Rồi, đứng qua đây, đội thua giờ qua đây. Em thua đó hắn. Rồi, tiến luật nè.
Lan Ngọc nè, Lan Ngọc nè. Không được, ta chưa tập trung. Sao kỳ quá. Lâm Vĩ Dạ nè. Trời ba đứa em. Lan Ngọc. Đủ rồi, Luật với Dạ thắng về đội mình thắng. Nhưng mà tụi em đã thua đâu. Đây là lượt chơi thứ hai, là chúng ta tìm những người được quyền ưu tiên, chứ không phải tìm những người ưu tiên hả? Đúng rồi, ba người thua là Thu Thí Vinh, Cả Như và Lan Ngọc sẽ về chung một đội. Thì đội thôi. Thắng. Và bây giờ là hình phạt dành cho đội thua. Đó chính là cách chúng ta phạt. Em thấy trong này nó có đống mạng nhện nữa này chị ạ. Ai muốn phạt đầu tiên? Chị Như á. Rồi. Cả Như. Cả Như. Em chưa có kinh nghiệm, em đề nghị chủ nhà. Lên. Anh Vinh đi. Ai muốn phạt Vinh? Em. Ôi, anh phạt Lan Ngọc đi. Đúng rồi. Nằm xuống. Rồi. Ôi đau lắm hả? Chết rồi. Như em nói chị gọi. Trời ơi. Cố gắng gì lắm tại thua thôi. Chị mèo. Mời hai bé. Lên. Chết rồi, chết công mèo quang này rồi. Cái bạc. Đưa cái banh vô đây. Em kẹp cái banh lại, tôi quýnh chừng nào tét cái banh thì thôi. Trời, cái banh mà tét thì my god. Anh Luật ơi, em xương xẩu không mà, tha cho em. Cái nhẹ gì? Nhàng thôi. Trời ơi, lúc bên trong. Là giờ mình đánh ngay đầu hay là sao bạn? Đâu có, phải. Đỡ đi. Từ nay về sau đừng bao giờ cà khịa tôi nữa nha bạn. Rồi, cảm ơn, xong. Mở đánh cà đó. Rồi, Khả Như ai? Không, kể chị xử anh Vinh rồi. Người yêu mới, đánh người. Trời ơi, hồi nãy giới thiệu người yêu là em đã không muốn ra rồi. Ra bà nè. Vàng để mặt chị vàng. Vàng ơi. Căng cái là... mông chị lên. Tài xế em út. Đi phim ăn hiếp em nhẹ lắm anh. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đi phim ăn hiếp em lắm. Em ơi, dùng gì người ta cũng làm phụ nữ, nhẹ nhẹ thôi. Ok. Yeah. Rồi, thưa quý vị thân mến, là luật của chương trình là mỗi người đánh mấy cái ạ? Một cái. Chúng tôi đã check và Tiến Luật hồi nãy đánh 2 cái. Về sau đừng bao giờ cà khịa tôi nữa nha bạn. Tiến Luật hồi nãy đánh 2 cái. Đúng vậy. Nên Tiến Luật bị đánh lại 1 cái. Anh tát mày như vậy lắm anh Luật. Hồi nãy Tiến Luật là vậy nè. Nè. Là 2 cái. Nên phải bị lại 1 cái. Đó là đời đó mọi người. Thôi nằm xuống đi. Đối với ai tốt là đó, thấy đó. Thấy đó cuộc đời ơi. Đi ra. Làm gì thì làm. Trừ cái mặt em ra. Tại sao phải ăn hiếp em hoài vậy hả Luật? Có giờ gì chăn chối không? 1 2. Nó tưng lên. Ôi em thấy nó tưng lên luôn á. Một trăm trong hậu trường anh nói có 1 2 1 2 1 2. Ok chất lượng. Nhưng mà cái mông giòn lắm. Tưng lên là. Thở đi anh. Mà có đau đâu. Đâu có đau đâu. Anh đau lòng thôi em ơi. Cái ghế tét cả làm hai luôn rồi Ngọc à. Kiểu giao lưu anh em thôi mà. Chút hồi em nhường anh. Trời ơi, người ta nói gieo nhân nào gặt quả đó mà. Rồi bây giờ mời 2 đội. Đội thắng và đội thua, mỗi đội về 1 phía. Và bây giờ là vòng đầu tiên của Bảy Nụ Cười Show. Nay đã có thêm Nam Ngư Ớt Gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư Me Tươi Nam Bộ mới.